chấn động, bí mật cực sốc. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Biết trước được mệnh trời, đến thời đổi vận, trúng số đổi đời, tiền tỷ về tay, vào nước đố đổ dách. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, khi chúng ta đến với thế gian này, ai cũng mong ước có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Mọi người đều ao ước gia đình thịnh vượng, tiền bạc dư dả và cuộc sống tràn đầy may mắn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Có những người sinh ra đã được hưởng đặc quyền sống trong nhung lụa, có mọi thứ trong tay và luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Ngược lại, cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, phải từng ngày chắt chiu tích góp từng đồng để nuôi gia đình và trả nợ. Cuộc sống của họ đầy những khó khăn, thất bại và đôi khi là những khoản nợ chồng chất. Cuộc đời luôn khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Như cây cần gió để lớn mạnh, con người cần trải qua hoạn nạn để trưởng thành. Sau cơn mưa là ánh cầu vồng, sau đêm tối là bình minh rực sáng. Điều quan trọng không phải là Đinh Tỵ vấp ngã bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần ngã, Đinh Tỵ có đứng dậy được hay không. Đôi khi những lần vấp ngã chính là nền móng cho con đường thành công sau này. Không ai khôn lớn mà không trải qua những sai lầm, không ai thành công mà chưa từng gục ngã. Để đạt được những thành công và cuộc sống như ý, ai cũng phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Mỗi năm, mỗi người đều có những giai đoạn may mắn nhất định. Chỉ cần Đinh Tỵ biết tận dụng thời cơ, cộng với sự nỗ lực không ngừng, thì Đinh Tỵ sẽ có được một cuộc sống viên mãn, đầy đủ và hạnh phúc đến hết đời. Vận mệnh và số phận của Đinh Tỵ đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cách mà Đinh Tỵ sống cuộc đời của mình. Quan trọng hơn hết là cách Đinh Tỵ đối diện với những thay đổi đó và tiến về phía trước với niềm tin và sự quyết đoán của riêng mình. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, kiên định và quyết đoán. Họ là những người có khả năng lãnh đạo xuất sắc, luôn quan tâm và chịu trách nhiệm đối với mọi việc xung quanh. Sự quyết đoán và dũng cảm giúp họ tự tin đối mặt với thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ thường có tinh thần sáng tạo và sự khao khát không ngừng nghỉ để nâng cao trình độ và tầm nhìn của bản thân. Họ có thể là những người lãnh đạo vững vàng, có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống cấp bách. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đó là sự nhạy cảm và tinh tế trong cảm nhận con người và tình hình xã hội. Cuộc đời của họ thường điều động và đa sắc màu với nhiều thăng trầm và bước ngoặt. Họ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ vào sự cần cù và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải những thử thách nặng nề, đòi hỏi họ phải thật sự bền bỉ và kiên nhẫn để vượt qua. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, tuổi Đinh Tỵ thường được xem là người bạn đồng hành đáng tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc cần thiết. Từ việc quản lý công việc đến quản lý cuộc sống, họ luôn có xu hướng tổ chức và chuẩn bị mọi việc một cách kỹ lưỡng. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo tử vi khoa học, 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ không gặp phải xung đột với thái tuế và ngũ hành cũng hòa hợp với nhau. Vì vậy có thể được coi là một thời điểm khá bình yên và ít biến động. Đặc biệt, phương diện tình duyên và gia đạo sẽ rất rất thuận lợi và mang lại niềm vui cho Đinh Tỵ. Tuy nhiên, do cả các tinh và hung tinh đều có ảnh hưởng trong 3 tháng cuối năm, Đinh Tỵ không nên quá tự tin để tránh những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nói chung, vận mệnh của Đinh Tỵ sẽ ổn định và sẽ gặp được nhiều cơ hội có bước ngoặt quan trọng trong nhiều khía cạnh. Những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, Đinh Tỵ nên tận dụng và không để lỡ điều gì quan trọng. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ. Đừng sợ hãi trước những khó khăn. Hãy dùng chính khó khăn ấy để rèn luyện ý chí và khai phá tiềm năng mạnh mẽ của bản thân. Về mặt công việc, 3 tháng cuối năm 2024 này, Đinh Tỵ sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn. Áp lực công việc sẽ tăng lên và có thể xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn, Đinh Tỵ có thể biến những điều bất lợi thành cơ hội để phát triển bản thân. Chỉ cần Đinh Tỵ nắm bắt được cơ hội và làm việc tốt, thì có thể bước lên một tầm cao mới. Trong lĩnh vực tài chính, 3 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn tích lũy và ổn định, không gặp quá nhiều khó khăn.
Chỉ cần Đinh Tị làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì sẽ hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, đối với những người kinh doanh, con đường kiếm tiền có thể sẽ gặp phải một số trở ngại. Vì vậy, hãy cẩn thận và không nên vội vàng bước vào những lĩnh vực trong cuối năm nay để tránh rơi vào những bẫy của những kẻ lừa đảo. Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Diệt, ba sao tốt nhất cho phương diện tình cảm sẽ mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui cho tuổi Đinh Tị trong 3 tháng cuối năm. Những người độc thân có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng về sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đối với những cặp đôi đã kết hôn, hãy cẩn thận với những cám dỗ tình cảm nói chung. Sức khỏe của tuổi Đinh Tị trong 3 tháng cuối năm nay sẽ tốt, không có bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, hãy đề phòng những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sơ suất khi đi lại hoặc làm việc. Hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, cục diện tương xung thái tuế đang khiến cho mọi thứ như bị đảo lộn. Tuổi Đinh Tị nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đụng làm gì là gặp trục trặc ở đó. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Áp lực ngày càng gia tăng, trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Bản mệnh cần suy tính kỹ càng hành, sự thận trọng chậm mà chắc, còn hơn là nóng vội rồi hỏng việc. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở, buộc phải dừng lại thời điểm mà lẽ ra mọi thứ cần gấp rút hoàn thiện, thì lại có xu hướng bị ứ động, trì trệ, khiến tinh thần bản mệnh xuống dốc trầm trọng. Thay đổi cách thức làm việc, đổi mới phương pháp tiếp cận vấn đề là điều cần thiết. Lúc này, để sớm cứu vãn tình thế trong các mối quan hệ xã giao, con giáp này nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên tuyệt đối tin tưởng ai đó rồi có ngày bị phản lại, nhất là khi cạnh tranh cũng đang tăng lên. Điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ, bạn không thể nhàn tản hay chủ quan được, cũng nên tránh ôm đồm quá nhiều việc. Vào lúc này phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đánh sau lưng. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên dời đi ít nhiều. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm đế dượng và cả các tinh nguyệt mã hỗ trợ, nên bản mệnh dễ dàng vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tất nhiên, không có chiếc bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống, bạn phải vận dụng năng lực của bản thân kết hợp với may mắn, thì không lo không giành được điều mình muốn. Chỉ cần con giáp này kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng sự ủng hộ của mọi người, coi trọng tinh thần tập thể, đảm bảo thành công đến càng dễ dàng và rực rỡ hơn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, hung tinh đại hao hoành hành, tài lộc của tuổi Đinh Tị giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của. Cần liệu cơm gắp mắm, có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng eo hẹp, tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Trong khi các nguồn thu vào không tăng, thì các khoản chi lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối, có thời điểm bản mệnh còn phải vay mượn, tạm thời lấy chỗ này đập chỗ kia. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, bạn cần lượng sức mà rút lui. Nếu đang có dự án dang dở, chỉ cần tiếp tục công việc dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh. Khi vận khí dần ổn định, những người làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do. Nguyệt mã nhắc nhở con giáp này xông xáo, không ngại khó ngại khổ, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái trí thì mãi nghèo đói chẳng thể chuyển vận. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, vận trình tình cảm của tuổi Đinh Tị ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Mối quan hệ đôi lứa, vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho cuộc sống nặng nề hơn, buồn chán hơn nhiều. Quan điểm bất đồng khiến cả hai rơi vào tình trạng bế tắc. Nếu cả bạn và người ấy không tích chế được cảm xúc của bản thân, sẽ rất dễ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ hiện tại. Nếu cả hai không tỉnh táo và nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề đang gặp phải, e rằng có tránh cảnh chia ly, đau buồn. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau. Hãy cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn và suy nghĩ tích cực,
rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhanh. Đặc biệt, đừng mang sự nóng giận trên cơ quan về nhà và trút lên đầu những người thân của mình. Đối phương không có nghĩa vụ phải chịu những điều mà mình hoàn toàn không có lỗi. Với người độc thân, người đến kẻ đi nhanh chóng, khi bạn còn chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì, thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới, vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Trong tình cảm tuổi Đinh Tỵ, nên để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, không nên ép buộc bản thân mình cũng như ép buộc người khác, có như vậy mới tránh khỏi những chuyện thất vọng không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 10 âm lịch này, tinh thần, áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Do đó, tháng này bạn nên chăm lo hơn đến cơ thể của mình, không nên quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo. Cuối tuần nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo hoặc thăm hỏi những người bạn cũ để thay đổi không khí, từ đó tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển đáng trông đợi. Nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình, thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với bạn. Thậm chí, con giáp này còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Bản tính hiền hòa, biết cư xử, giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế, bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Điều duy nhất mà bản mệnh cần phải thay đổi chính là bản tính do dự, thiếu quyết đoán của mình. Bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi nó xuất hiện. Đồng thời, nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, tuổi Đinh Tỵ cũng có thể trao đổi, chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn, bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Các tinh tử vi cho thấy bạn có cơ hội gặt hái thành công vào tháng này. Nhiều yếu tố thúc đẩy khiến bạn cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn nhận ra thế mạnh của mình là gì và khẳng định bản thân. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với tuổi Đinh Tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn, tạo động lực để bản mệnh cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Đây là thành quả bạn đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày, một tháng. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư làm ăn hiếm có. Lúc này, bạn nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách. Đừng trần trừ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp cho tuổi Đinh Tỵ có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, xa lạ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình cảm của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 11 âm lịch này vẫn còn lắm thăng trầm. Bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Song trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Người độc thân vẫn còn thích đắm mình trong thế giới riêng hơn là dành thời gian cho một ai đó khác. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận được sự quan tâm của những người khác giới, bạn vẫn có vẻ rất thờ ơ. Lựa chọn có đến với một ai đó hay không là hoàn toàn nằm trong tay bạn. Tuy nhiên, con giáp này không nên để mặc tình trạng này tiếp diễn. Tốt nhất, hãy sắp xếp công việc để có thể cân bằng sự nghiệp với cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng đừng quên trò chuyện, tâm sự với nhau. Nếu ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy thì tình cảm đôi bên sẽ nguội lạnh nhanh chóng. Cả bạn và người ấy đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể sống mà không cần đến đối phương. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ không có dấu hiệu suy giảm đáng ngại. Trong tháng 11 âm lịch này, bạn vẫn có đủ sức để tiếp tục các công việc hàng ngày. Thậm chí tinh thần lạc quan còn khiến bạn cảm thấy tràn trề sức sống,
sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt, ăn uống điều độ, hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao. Cũng như làm việc quá sức, bạn cũng nên sắp xếp thời gian rảnh để rèn luyện thể dục thể thao, khiến cơ thể dẻo dai hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ, bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng của bản mệnh được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới, các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bạn đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, tuổi Đinh Tỵ còn có quý nhân giúp sức, nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để tuổi Đinh Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bản mệnh nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên, khiến cho tuổi Đinh Tỵ cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế, bạn chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc, xét về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của tuổi Đinh Tỵ tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng 12 âm lịch khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào ngớt. Người làm công việc cố định trong tháng có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính đều được cải thiện. Công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư dả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp cho việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác khác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh, buôn bán của tuổi Đinh Tỵ khả quan, đơn hàng tới tấp, nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết. Hãy quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bản mệnh nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết nguyên đáng khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khí đang dưỡng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 12 âm lịch này có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Các thần này giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt, nhanh chóng gìn giữ hòa khí gia đình,
gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau dung dáng và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng muốn sinh thêm con có thể sẽ đón tin vui trong tháng này. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng kẻo bạch hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Xét về phương diện sức khỏe, về sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, thể trạng của tuổi Đinh Tỵ khá tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quang, do đó bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu, bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên tinh tú này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn này cần chú ý vấn đề ăn uống, phòng tránh dấn tình trạng bị ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới, mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn, hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, trong nhà có hỷ tính.
tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.